Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mời mọi người cùng vẫn đi thu hoạch bắp đuổi hoang ha. Hôm nay vẫn thấy có con sâu ở chỗ cái bắp á. Vẫn ấy ra vẫn thấy đây. Bắp này cũng ấy ra nên vẫn bẻ ha. Sâu đục đây này. Dài ghê. Bắp này bự ghê. Bẻ mấy cái bông này luôn. Có bông thì bự, có bông thì cũng nhỏ thôi. Phần đi vòng qua bên này. Bông nó thì bị xấu gì. Con sâu chắc nằm trong đây. Vẫn quay đi, không biết mọi người có thấy không? Cái hình ấy á. Vẫn bỏ cái giỏ xuống nặng quá. Đây mọi người. Bông bự cho bá lừa luôn. Có nhiều bông thì bự mà có bông. Đó. Cũng nhanh ghê, vẫn bự thu phần đó. Vẫn trong ít ít, vẫn bự thu phần. Con sâu. Thì mọi người thấy vẫn thể tự nhiên lỡ hình loi bông đó mọi người, loi hạt đó. Lên này vẫn trông đặc ghê. Nó đung nữa. Cái bông chắc vẫn để lại thôi. Coi cái bông này coi đi xấu, xấu phải vẽ tiến nó phải xấu. Ô chim này mọi người, tưởng là loài hạt đã chim mổ. Đây là vẫn trong F2 ha. F2 thì màu là giống màu bắp mì ghê. Có bóng thì cũng tím, có bóng thì đây này bé rồi. Thấy cái bóng cái màu tím tím thì vẫn coi lại có bị xấu. Bị xấu là phải bẻ không là. Xấu bẻ luôn. Quyết định để lại làm giống mà.
Bánh tẩy xấu thì vẫn bẹ hết luôn. Chiều chiều là vẫn đào hết cái này lên bên trong lớp khác, bên trong bắp bắp mì á, bẹ chỗ này luôn. Xấu này, cái xấu nó vẫn bánh ra đây. Đây này, đây bị xấu. Khổng lồ ghê. Bắp này vẫn thể chưa được. Bắp qua bên này rồi coi. Làm dọ này nha. Thì lát nữa vẫn ấy ra coi ha. Vẫn nhổ cái củ cải này luôn. Mấy bữa đang non non, bây giờ chưa bắt đầu vẫn thể ra, đây vẫn nhổ hết lên luôn. Trong củ cải Việt Nam nhanh ăn chứ mọi người. Vẫn trong một bụi hai cây. Có củ thì to, có củ thì nhỏ ha. Cây nào có củ hay không có củ vẫn nhổ hết lên vẫn trong cây mới. Đây, trong hai củ nó vẫn bự nhá. Đó, vẫn cứ bột ra, bột đấy vẫn bỏ hai cây, vẫn đổ đấy đứt rồi. Hai cây mà vẫn to. Mọi người ở trong hai củ một mà vẫn bự ha. Bây giờ vẫn để đây thì vẫn rửa thì vẫn cắt được cái cài bóc chói này luôn. Cái này vẫn cắt được lần này lần thứ ba, lần thứ hai vẫn không quay ha. Vẫn cắt đi xong rồi đây. Thì liên tiếp mọi người. Xong. Khi nào ra bóng thì thôi, vẫn cứ cắt vậy đó. Thì chiều vẫn bỏ vào miếng phấn rồi vẫn vốn cái gốc á. Đấy mấy bữa bên trong vẫn thấy đến nhìn hú. Đấy giờ vẫn cuốc hết để bên trong trong cái khác á. Mà sao không có tình nhiên vẫn sống á. Trong cà rốt á, nhưng mà cà rốt này lên lóe hé được có mấy cây. Rồi giờ vẫn phải vẫn đi rửa cái này cho sạch ha. Vẫn lại cắt cái quả mướp đâu mua ha. Cắt được không biết. Bị đỏ nhánh to ghế mọi người. Đây là quả này đang nhỏ nhỏ ha. Mấy quả trên vẫn bọc trên kia cả. Là vẫn cho coi. Đây mọi người. Đó, vẫn sẽ bọc lại. Quả trên này to đùng luôn mọi người. To cực kỳ to luôn. Đó, vẫn thu phần được chục. Vẫn hai mấy quả đầu rồng này luôn. Cùng nhánh được ăn cái mọi người. Đây là lứa đầu ha. Đây, lứa đầu vẫn hái được có 5 quả thôi. Đang con đây nữa này, nhưng mà đang nhỏ ha. Léo đến đâu là trái đến đâu mọi người. Đợt này vẫn trồng củ cải Việt Nam, củ bự ghê mọi người. Vẫn trồng hai cây vô một á.
hai hột vô một một chỗ, nếu mà củ vẫn vẫn bự ha, đầu rồng cái bắp chói, rồi một trái mướp, bắp nữ hoàng, bắp nữ hoàng là vẫn trong F2 ha, vẫn để giống hôm bữa vẫn để giống một bắp á, vẫn trong bắp vẫn vẫn bự nhá, bự ý chang, có nhiều bắp bự hơn cả F1 hôm bữa mọi người. Đây thì giờ vẫn trong thì ra mấy màu như này, đây là giống cái màu nguyên bản ha, F1 ha, còn đây là ba màu này, màu trắng này, màu vàng này, màu hơi hồng hồng, còn cái này thì màu tím hoa ca, còn cái này cũng ba màu. Thì vẫn xin kết thúc video đây. Vẫn cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã có hết video của Vân. Mọi người yêu mến kênh Vân thì cho Vân xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ Vân. Vẫn cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.